Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 15, bộ truyện Làm Lão Đại tại Thế Giới Huyền Học. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Có lẽ cảm thấy 50 con quỷ quá dọa người. Mọi người ở đây đều quên hết những nghi ngờ đối với Lục Nghiêu, nghi hoặc trong lòng. 9 nhóm 5 con quỷ, tổng cộng 45 con. Đây không phải số lượng nhỏ. Vậy những con quỷ ấy từ đâu ra? Là còn giống như đúc 5 con quỷ ban đầu. Thiên La Trận biến hợp chất đơn giản thành hợp chất phức tạp. Chắc cũng không có khả năng tạo ra nhiều quỷ như vậy chứ. Lục Nghiêu cười khẽ nói. Thiên La Trận đem hợp chất đơn giản biến thành hợp chất phức tạp chỉ là một cách nói. Thật ra hợp chất đơn giản biến thành hợp chất phức tạp cũng không phải là thực thể mà là ảo giác. Nói cách khác, 45 con quỷ này đều là ảo giác sao? Không phải 45 con mà là 50 con. Tính cả những con quỷ ban đầu, đó cũng là ảo giác, căn bản không tồn tại. Cho nên bọn nó mới vô hình vô ảnh, có thể xuyên tường xuyên núi. Hơn nữa, dù có giết thế nào cũng không chết. Không đúng, không đúng. Tôi cũng từng xông qua Ngũ Quỷ Trận, cũng đã giết được 5 con quỷ. Bao nhiêu năm qua, cũng có không ít học trưởng có thể thành công giết được chúng. Lục Nghiêu nhìn về người đặt câu hỏi, cảm thấy hắn có chút quen mắt. Người này đơ ra một lát, lễ phép tự giới thiệu. Tôi là Lâm Gia Nghị, năm tư, lớn hơn cậu một lớp, sắp tốt nghiệp rồi. Lục Nghiêu giật mình, hóa ra trong lời đồn vạn năm lão nhị. Sau khi bắt đầu lựa chọn quyết đấu, trong trường lúc nào cũng có thể thấy được áp phích của hắn ta và Lương Hạo Đông. Bảo sao Lục Nghiêu lại cảm thấy quen mắt. Lục Nghiêu gật đầu đáp lễ. Như vậy, anh có cảm thấy được thời điểm giết 5 con quỷ này so với giết những con quỷ khác có khác biệt gì không? Lâm Gia Nghị tập trung suy nghĩ, sau đó nói. Khác biệt ư? Lúc ấy, giết chết 5 con quỷ ấy không thể thu vào phù triện. Hơn nữa cũng không lưu lại quỷ khí. Nói cách khác... Bỗng hắn mở bừng mắt, giống như có gáo nước lạnh dội lên đầu. Cho nên, những gì chúng ta giết là ảo giác. Lục Nghiêu gật đầu, nhìn về Tống Ngật. Đây chính là chỗ kỳ diệu mà hiệu trưởng Tống đã bố trí. Dạ dạ thật thật giả giả, khiến cho giả mà như thật, lấy thật làm giả. Trong lòng của Tống Ngật rung động, con mắt của ông ta giật giật, không nói gì, thần thái cam chịu. Lục Nghiêu giơ lên thanh kiếm đồng, dùng sức ném một cái. Thanh kiếm đồng phá không bay đi, xuyên qua những hòn non bộ, đâm vào chỗ lõm của hòn non bộ cuối cùng. Ba một tiếng, hạt dâu giấu trong hòn non bộ bị vỡ vụn, trận bị phá. Tất cả quỷ quái, bao gồm những con quỷ của Thiên La Trận hay những con quỷ ban đầu đều biến mất không thấy. Ngay cả đá vụn của hòn nông bộ cũng biến mất không còn bóng dáng. Sân bóng khôi phục về bộ dáng ban đầu. Mọi người nghẹn họng nhìn trân trối, xem thế là đủ rồi. Lâm Gia Nghị vẫn lâm vào trầm tư, trong miệng nỉ non. Giả giả thật thật, đem giả thành thật. Thật thật giả giả, đem thật thành giả. Bạn tốt của hắn ở bên cạnh nhìn thấy có chút lo lắng, gọi một câu. Lâm Gia Nghị. Không có lời hồi đáp. Cậu này lấy tay quơ quơ. Lâm Gia Nghị. Cũng không thấy trả lời, thậm chí hắn ta còn nhắm mắt. Người kia nhíu mày muốn đẩy hắn một cái, nhưng bị Lục Nghiêu giữ lấy cổ tay. Đừng chạm vào anh ta đang cảm ngộ. Người nọ ngạc nhiên. Nhìn về Lâm Gia Nghị đang nhập định, trong lòng kinh hãi. Ôi trời ơi, Lục Nghiêu nói có vài câu thôi, đã làm cho Lâm Gia Nghị ngộ đạo rồi sao? Huyền môn tu hành rất huyền diệu, coi trọng cơ hội, giống như một ít chuyện xưa kể rằng, có một người tu luyện tiến vào bình cảnh rất lâu, không thể tiến thêm được. Đột nhiên đột phá vì một câu chuyện gì đó, hay vì một câu nói cũng không phải là chuyện hiếm thấy. Thế nhưng, những người có thể khiến người khác ngộ đạo, nếu không phải là cường giả thì cũng là tôn sư. Nhưng mà Lục Nghiêu... Ánh mắt của tất cả mọi người không nhìn được mà nhìn Lâm Gia Nghị, rồi lại nhìn sang Lục Nghiêu. Ngày hôm nay, Lục Nghiêu phá kỷ lục mất 22 phút thông qua ngũ quỷ trận. Đến việc thực lực của hắn có thể nghiền ép Lương Hạo Đông, có thể sửa lại ngũ quỷ trận, nhìn ra sự huyền diệu của Thiên La Trận. Hiện tại chỉ cần nói mấy câu có thể khiến cho người đứng thứ hai toàn trường ngộ đạo. Một cái cọc lại một cái cọc, một chuyện lại thêm một chuyện rung động trái tim của mọi người. Trong lòng mọi người đều có một nghi vấn. Đây có phải là Lục Nghiêu không? Đây coi đúng là trong lời đồn phế vật Lục Nghiêu không làm được tích sự gì sao? Hay là bọn hắn nhận nhầm người? Hay là Lục Nghiêu bị người khác đánh tráo rồi? Lục Nghiêu cũng biết thực lực của hắn trước đây cũng không tồi, nhưng có thể khiến cho Lâm Gia Nghị ngộ đạo cũng không hoàn toàn là công lao của hắn. Lời nói của hắn cũng không quan trọng. Quan trọng là Lâm Gia Nghị căn cứ những lời này nghĩ đến tình cảnh năm xưa hắn phá trận, dùng góc độ của người khác để quan sát, đương nhiên có thể thu hoạch được thứ gì. Mà những thứ này hiện nay trở thành mấu chốt giúp cho hắn đột phá. Tất cả mọi người giống như đã quên đây là một cuộc khiêu chiến, cũng đã quên những trận đấu trước đó. Bọn họ bị ánh mắt của Lâm Gia Nghị hấp dẫn, một đám gắt gao nhìn chăm chăm, mong chờ khoảnh khắc thần thánh này. Ở huyền môn, đột phá không phải chuyện gì ngạc nhiên, nhưng có thể tận mắt thấy một người vì ngộ đạo mà đột phá thì lại khác. Hơn nữa, lúc đang ngộ đạo, đương sự phát ra một ít linh lực không giống lúc bình thường. Nói không chừng, có thể từ đó phát hiện ra gì, từ đó biến thành cơ hội đột phá của chính mình. Đương nhiên, đây cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nếu không có nhiều khó khăn, thì vì sao đã có cơ hội nhưng lại phải buông tha? Nửa giờ sau, Lâm Gia Nghị mở mắt ra, phun ra một hơi khí bẩn. Gương mặt Tống Ngật thì lộ ra vui sướng. Đệ tử của mình có thể đột phá, đương nhiên ông sẽ vui mừng. Có người gấp gáp hỏi, sao rồi, có tiếng dai không? Lâm Gia Nghị mím môi cười khẽ. Tống Ngật vạch trần một câu, có thể thử đi xin giấy chứng nhận trung cấp thiên sư. Mọi người, ôi trời! Trước đó Lâm Gia Nghị là sơ cấp thiên sư mà, vậy mà có thể tiến một cấp ư? Vô số ánh mắt nhìn qua, Lâm Gia Nghị trở thành trung tâm của sự chú ý. Có tò mò, có người cũng vì hắn mà chúc mừng, có người bảo hắn phải ăn mừng. Một đám ở Mỹ, thế nhưng lại rất hòa thuận và vui vẻ. Duy nhất chỉ có Lương Hạo Bắc là không ổn, cả người hắn ngã vào trên người tên tay sai, ngất rồi. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân như bị đóng băng, buốt giá lạnh lẽo. Bỗng một bàn tay vỗ vào vai hắn. Hắn vừa ngẩng đầu liền chạm phải ánh mắt của Lục Nghiêu. Bạn học Lương, sau này đừng treo câu không có khả năng lên miệng. Thế giới to lớn như vậy, mọi thứ đều có khả năng. Sau đó Lục Nghiêu rời đi. Tống Từ cũng học theo Lục Nghiêu, vỗ vai Lương Hạo Bắc. Không nên tin vào mấy lời đồn, đừng để bị lời đồn che mắt. Đã che mắt rồi, còn che luôn cả chỉ số thông minh, nhớ kỹ nha. Sau đó là Tống Thời. Hắn vốn không phải là học sinh của Thiên Xu học viện, nhưng nhìn động tác của Lục Nghiêu và Tống Từ cũng nhịn không được mà vỗ bả vai của Lương Hạo Bắc. Tri thức là một đại dương vô tận. Những gì cậu biết còn quá ít. Những phương pháp mà cậu không biết cũng không đồng nghĩa với việc chúng không tồn tại. Cuối cùng là Trương Lỗi, những lời muốn nói đều đã bị ba người trước cướp mất. Hắn nói cái gì đây? Trương Lỗi than thở, lắc đầu. Việc ấy, tôi chỉ là muốn nhắc cậu một chút. Tiền đặt cược trước kia, mau thanh toán nha. Tiền đặt cược? 4 triệu. Lương Hạo Bắc ngã trên đất hôn mê bất tỉnh. Lương gia. Lương Hạo Bắc không biết mình đã trở về nhà bằng cách nào. Nghĩ đến số tiền 400 triệu, đừng nói là hắn, mà cả Lương gia này cũng kiếm không ra. Hắn cả ngày mơ màng, trong lòng nóng như lửa đốt. Lương Hạo Bắc muốn bàn bạc với cha nhưng mà không dám mở miệng, vừa lại không có cơ hội. Quản gia kể lại rằng, Lương Hạo Đông ở phòng y tế có tỉnh dậy một lần, nhưng nhất quyết không chịu làm kiểm tra tổng quát. Khi được đưa về nhà, vừa nhìn thấy Lương Phương liền nói, Thi Cốt Đinh. Sau đó Lương Hạo Đông ngất liệm đi. Lương Hạo Bắc nghe đến Thi Cốt Đinh thì đầu cũng đau điên đảo như bị đánh mạnh vào, cảm giác như đầu sắp vỡ toang, ước chừng có thể ngất đi ngay lập tức. Thi Cốt Đinh là do Lương Hạo Bắc bí mật mua ở một hội sở đấu giá ngầm. Lúc đó hắn nghĩ rằng dùng nó để phòng thân, nếu khi bị dồn đến bước đường cùng thì sẽ tung ra để triệt hạ đối thủ. Lương Hạo Đông nghe vậy thì muốn lấy đi. Lương Hạo Bắc có hỏi sư huynh mình muốn dùng Thi Cốt Đinh vào mục đích gì. Lương Hạo Đông chỉ đáp, dùng cho kẻ muốn đi tìm cái chết. Thì ra kẻ muốn tìm cái chết Lương Hạo Đông nhắc đến là Lục Nghiêu. Lương Hạo Bắc cũng đồng tình Lục Nghiêu quả thực đáng chết, nhưng vấn đề hiện nay là Lục Nghiêu hoàn toàn bình an vô sự, còn tình trạng của anh trai mới là đáng lo. Lương Hạo Bắc gương mặt thất thần ngồi bệt xuống đất. Lương phu nhân đứng bên cạnh chỉ chăm chú nhìn vào trong phòng. Bên trong, Lương Hạo Đông đang được Lương Phương trị thương. Lồng ngực Lương phu nhân cứ phập phồng không yên, nên không còn tâm trí nào để ý tới Lương Hạo Bắc. Hai mẹ con họ cứ người đứng người ngồi, không ai để ý đến ai, chẳng nói một lời. Một lúc lâu sau, cửa phòng mở ra. Lương Phương bước ra, đôi tay run rẩy, thân mình loạng choạng, sắc mặt nhợt nhạt, nhưng đôi mắt thì tràn đầy sự oán hận. Lương phu nhân ánh mắt lo lắng, miệng run rẩy. Sao? Thế nào rồi? Cũng may là Hạo Đông được người đưa về kịp thời, còn có thể nói cho ta biết tình hình. Bằng không nếu chậm trễ, đến tối thì e rằng... Vậy thì sao rồi? Hiện nay tính mạng đã được an toàn. Nghe vậy Lương phu nhân tinh thần nhẹ nhõm một chút, chưa kịp hoàn hồn thì Lương Phương lại nói. Tiếc rằng đinh cốt linh thập phần lợi hại, âm sát khí rất nặng, là bị 2 lần luyện hóa chui vào cơ thể, liền làm ung nhọt trong xương. Bây giờ tuy đã rút ra, nhưng thời gian đinh cốt linh xâm nhập vào cơ thể đến khi về nhà đã qua 2-3 tiếng đồng hồ. Trong thời gian này, cơ thể đã cùng linh căn bị ăn mòn, bị thi độc hữu hóa. Lương phu nhân run rẩy, hai mắt mở to. Ý ông là thân thể và linh căn đều đã bị hủy hoại. Lương phu nhân nghe, cảm thấy mọi thứ trước mắt tối sầm, chân lảo đảo, cố gắng lắm mới không để mình té xuống đất. Thân thể cùng linh căn đều bị hủy hoại, nói cách khác, nghĩa là con đường tu luyện của Lương Hạo Đông đã chấm dứt tại đây. Đây là một đả kích quá lớn với nghiệp huyền môn của Lương gia, một cú chí mạng. Hạo Đông, thằng bé Hạo Đông từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, sao có thể như vậy được? Lương phu nhân nghiến chặt răng, sắc mặt trở nên lạnh lùng đến đáng sợ. Ta đi tìm Lục Nghiêu, hắn đã gây ra tội Tày Đình, còn có cả Tống Ngật. Thân là một hiệu trưởng, sao có thể để cho học sinh mình bị hại tới nông nổi như vậy? Lương Phương liền ngăn vợ mình. Bà tính làm gì? Bà đừng quên, Thi Cốt Đinh là do Hạo Đông mang đến để mưu hại Lục Nghiêu. Những lời này của Lương Phương làm cho Lương phu nhân bàng hoàng. Lương Phương tiếp lời. Hiện nay, mọi người vẫn cho rằng thứ gây sát thương cho Hạo Đông là nhị vũ khí, nhưng không hề biết nhị vũ khí đó là gì. Nếu bây giờ bà làm loạn lên, chẳng khác gì đi thông báo rằng Hạo Đông có tâm cơ độc ác với Lục Nghiêu. Kết quả hại người, thành ra là hại chính mình. Như vậy thì thể diện của Lương gia biết để nơi đâu? Thể diện. Bây giờ mà ông còn nghĩ đến thể diện sao? Thể diện có ăn được không? Có thể giúp Hạo Đông của chúng ta bình phục như trước đây được không? Vậy bà đi làm loạn như vậy thì cứu được người sao? Không kể đến thể diện của Lương gia cũng được, nhưng Hạo Đông bị mang tiếng độc ác, vậy có tốt không? Lương phu nhân im bặt, uất ức, ôm mặt khóc. Vậy chẳng lẽ chúng ta để yên như vậy sao? Để yên ư? Ừ. Sao không để yên cho được? Ánh mắt của Lương Phương hiện ra sự kiên quyết. Chuyện về Thi Cốt Đinh tuyệt đối không được truyền ra ngoài, bất cứ ai cũng không được biết. Nên nhớ rằng gây tổn thương cho Hạo Đông là binh khí. Nói xong vẫn chưa yên tâm, Lương Phương liền trừng mắt nhìn sang Lương Hạo Bắc. Có nghe rõ chưa? Lương Hạo Bắc run rẩy. Dạ vâng. Hắn cuống quýt theo chân cha mẹ vào thăm anh trai. Lương Hạo Bắc đi theo sau, nghe cha mẹ bàn bạc về chuyện của Lương Hạo Đông. Nhiều lần cũng muốn chen vào nhưng không có cơ hội. Cuối cùng, đành để sự tình 400 triệu gác lại rồi nói sau. Tại Lục Gia, Trương Lỗi, Tống Từ và Tống Thời đều ở đây. Mọi người cùng nhau ăn, xem như là ăn mừng Lục Nghiêu vừa thắng lớn. Trương Lỗi rất vui vẻ. 3 năm nay, Lương Hạo Đông luôn là người chiến thắng. Xem riết cũng chán lắm rồi. Hôm nay, lần đầu tiên ở Thiên Xu có người đánh bại hắn ta. Thật là hả dạ mà. Công kích người khác nhưng cuối cùng làm hại chính bản thân mình. Đúng là không ngờ được. Lục Nghiêu chỉ cười chứ không nói gì, chăm chú ăn thịt. Trương Lỗi đảo mắt liên tục, xích lại gần Lục Nghiêu rồi nói tiếp. Có phải cậu đã biết ý đồ của Lương Hạo Đông nên mới cố ý ra tay như vậy không? Lục Nghiêu lắc đầu. Tôi không biết. Trương Lỗi ngạc nhiên. Không biết ư? Cậu ta không tin được điều này. Lục Nghiêu lại cười nói. Lương Hạo Đông là người hung ác, mưu sâu kế bẩn, tính tình hẹp hòi. Nhưng đặc điểm này qua vài lần tiếp xúc đã dễ dàng nhận ra. Cho dù bên ngoài hắn luôn tỏ ra là một người ôn nhu, nhưng càng làm như vậy càng khiến cho người khác thấy đáng sợ. Lần trước nhìn thấy ánh mắt của hắn với tôi ở Ngô Gia thì đã hiểu không có ý gì tốt đẹp rồi. Hắn có ý định đối địch với tôi, rất căm ghét tôi cũng không ngại đối đầu với hắn nên vẫn luôn đề phòng từ trước. Thời gian qua tôi còn phát hiện rằng Lương Hạo Đông là người rất xem trọng thanh danh. Điều này cũng dễ hiểu, hắn lâu nay luôn sống trong sự tán dương của mọi người, luôn là người đứng trên cao nhìn xuống, không xem người khác ra gì. Người như vậy thường có một hạn chế rất lớn, đó là khi họ bị thất bại thì tinh thần sẽ khủng hoảng nghiêm trọng, đầu óc điên đảo đến mất trí. Đáng sợ hơn, nếu người đánh bại hắn là kẻ mà hắn luôn xem thường, thì cảm giác này còn kinh khủng hơn gấp ngàn lần. Trương Lỗi ngộ ra, há hốc miệng. Cậu là cố ý, ngay từ khi khiêu chiến, cho lúc buông những lời khiêu khích, kích thích sự háo thắng của hắn ta. Đúng. Wow, đỉnh thật. Trương Lỗi tiếp tục trầm trồ. Nói như vậy, cậu tỏ ra dương dương tự đắc, chính là muốn hắn phải bộc lộ giả tâm độc ác, muốn hại người của mình. Lục Nghiêu nhướng mày. Tôi không quan tâm Lương Hạo Đông dùng thủ đoạn gì, bất cứ là thủ đoạn gì tôi cũng đối phó được. Nếu như hắn có ý muốn ra tay tàn độc với tôi, thì chính hắn sẽ bị rơi vào vực sâu. Còn nếu hắn thủ hạ lưu tình, thì tôi cũng sẽ chừa cho hắn một con đường sống, rất là công bằng mà. Trương Lỗi đột nhiên cảm thấy thế giới này thật phức tạp nhưng lại rất thú vị. Tống Từ và Tống Thời cũng đoán ra được vài phần, nhưng không ngờ được tâm cơ của Lục Nghiêu lại cao siêu như vậy. Tống Thời tỏ ra thán phục. Sư phụ, đúng là siêu lợi hại luôn. Tống Từ biểu cảm y hệt Tống Thời. Như thế này, làm sao tôi có thể theo kịp? Vậy là tất cả rót đầy ly rượu trước mặt mình. Tống Từ vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Lục Nghiêu nâng ly ngay trước mặt mình. Cảm ơn vì hôm nay đã nấu giúp cho tôi. Tống Từ ngây người ra một lúc, rồi cười sảng khoái. Tôi là người phải nói lời cảm ơn mới đúng chứ, nếu không có anh, thì có khi tôi đã hồn siêu phách lạc luôn rồi. Tống Từ nghĩ đi nghĩ lại, rồi nói tiếp. Anh tuy đã chứng minh được thực lực của bản thân, nhưng Lương Hạo Đông ở Thiên Xu làm mưa làm gió đã 3 năm. Các thành tích đạt được rất đáng nể, là nhân vật huyền môn được yêu mến và đánh giá cao. Lục Nghiêu nhíu mày. Cho nên không được xem thường sức ảnh hưởng của hắn. Trong trường hắn có hội fanboy fangirl. Mặc dù hiện nay, tại vì ai cũng biết rằng thắng lợi của cậu không hề có sự gian lận, nhưng đối với nhóm fan club kia thì chắc chắn sẽ không để yên cho cậu đâu. Lục Nghiêu tỏ ra không quan tâm. Tống Từ liền lôi điện thoại ra. Fan club ở đâu cũng có, không chỉ riêng giới giải trí mà huyền môn cũng rất nhiều. Nếu không tin, tôi mở cho xem. Diễn đàn được mở ra, giao diện rất bắt mắt thể hiện khí thế ngút trời, xếp hạng các bình luận. Trận thi đấu hôm nay thật là quá xuất sắc, xem sướng rung cả người. Thẳng thắn mà không thể ngờ được đến kết quả này. Nhưng nếu đã diễn ra như vậy thì đành chấp nhận thôi. Thật ra không thể tin được, ban đầu còn nghi ngờ thực lực của Lục Nghiêu, nhưng xem anh ta vạch trần Ngũ Quỷ Trận bí mật này, bày Thiên La Trận, sao có thể không công nhận cho được. Đúng là đi lên bằng thực lực mà. Tôi muốn hỏi là lần trước ai nói Lục Nghiêu là phế vật? Ai đã đồn như vậy? Là ai? Đúng rồi, chỉ là lời đồn. Nói cho tôi biết phế vật là mạnh như vậy sao? Thật là không ngờ, đánh bại Lương Hạo Đông còn bày trận pháp xuất sắc như vậy. Rốt cuộc ai đã truyền ra những lời đồn như vậy? Đúng là đồn nhảm mà. Người ta không nói vì không muốn nói, chứ đừng hòng mà xem thường người ta. Quá chấn động rồi, không thể nào tin được. Xem toàn bộ trận đấu mà không thể tin vào mắt mình. Đây là Lục Nghiêu sao? Đúng là Lục Nghiêu ư? Tôi cũng vậy đó. Suốt trận đấu tự hỏi mình, đây là đâu? Tôi là ai? Khi mới bắt đầu trận đấu, tôi còn tự nhủ không biết Lục Nghiêu là ai lại ngông cuồng như vậy. Nhưng chỉ chớp mắt một cái đã phải tự vả vào mặt mình. Tiếp sau tự vả tới nỗi sưng hết mặt luôn. Tôi mặc kệ, chỉ biết rằng Lục Nghiêu đã đánh bại Lương Hạo Đông rất là ngầu. Từ nay thay đổi thần tượng, Lục Nghiêu là nam thần. Đúng vậy nha, hiện nay tôi còn u mê. Lục Nghiêu soái ca hơn Hạo Đông nhiều. Tôi đã quay lại video, càng xem càng mê. Lục Nghiêu, Lục Nghiêu. Tuy nhiên, bình luận từ đây bắt đầu có sự phân chia quan điểm, phía dưới rất nhiều câu từ tiêu cực. Làm như vậy mà xứng đáng là fan của Lương học trưởng hả? Tôi khinh. Còn nói Lục Nghiêu soái ca, lợi hại, đúng là không biết xấu hổ. Lương học giả thi đấu 3 năm nay mới thua một trận, đã bị các người giẫm đạp như vậy rồi. Lục Nghiêu đâu, ra đây nói cho ra lẽ. Đây gọi là người tốt cả đời làm chuyện tốt, nhưng chỉ cần một lần làm chuyện xấu thì chính là người xấu. Mà người xấu suốt đời làm chuyện xấu, chỉ cần làm một chuyện tốt thì đã có thể thành Phật rồi. Hơn nữa đừng có dõng dạc tuyên bố tự vả mặt mình. Lương học trưởng thực lực rõ như ban ngày. Lục Nghiêu thắng bất quá là do thiên thời, địa lợi nhân hòa. Lương học giả trước khi thi đấu đã bị thương, nên phong độ vẫn còn bị ảnh hưởng. Lục Nghiêu thắng như vậy, phấn khích quá nên lôi kéo dư luận dẫm đạp Lương học giả hay sao? Mặc kệ thực lực ra sao, dẫm đạp lên thanh danh người khác như vậy, thật là trơ trẽn. Theo quy tắc mà nói, ngã xuống khán đài thì mới kết thúc. Lương học trưởng còn trên khán đài, thì dựa vào cái gì là không thể phản kích? Phản kích fan có não không thể phân biệt được khái niệm phản kích và đánh lén ư? Quả thật là buồn cười. Không nói đến huyền môn quy định tu sĩ mất đi vũ khí, mất sức chiến đấu thì trận đấu cũng có thể kết thúc. Theo quy củ mà nói thì có thể Lục Nghiêu đã đánh lén sau lưng. Tranh cãi nổi ra nảy lửa. Lục Nghiêu và Hạo Đông trở thành chủ đề hot. Điều làm Lục Nghiêu kinh ngạc là chứng kiến trận đối đầu như vậy mà vẫn có người mù quáng nói Lục Nghiêu may mắn, lợi dụng Lương Hạo Đông đang bị thương đánh lén chơi xấu. Tống Từ thả lỏng người. Tôi không hề lừa anh mà. Cô đặt nhẹ điện thoại lên bàn rồi tiếp tục nói. Nếu chỉ là fan cuồng đang giải dụa thì không đáng lo. Chỉ sợ đến một ngày lan truyền ra tin Lương Hạo Đông đã bị thương từ trước, Lương gia chắc chắn không để yên. Lương gia chỉ là gia tộc lớn xếp thứ 3, nhưng thế lực tại Du Châu cũng rất lớn. 3 người thành hổ, miệng đời sói chảy vàng. Đây chỉ mới là bắt đầu. Lương gia dùng thế lực của mình lan truyền việc cậu đánh thắng người bị thương. Cứ như vậy, thành công của cậu rồi cũng suy vong, bị Lương Hạo Đông đánh bại về thanh danh. Cô liếc Lục Nghiêu một cái. Tôi có chủ ý này, tôi ở Thiên Xu thành tích tuy kém Lương Hạo Đông nhưng mà cũng xếp thứ 3. Cậu đánh thắng Lương Hạo Đông mặc nhiên đã thay thế hắn đứng thứ nhất rồi. Dựa theo quy củ tôi có thể khiêu chiến cậu. Lục Nghiêu hiểu rõ tâm ý của Tống Từ. Tống Từ làm vậy là muốn hắn chứng minh vừa kết thúc trận đấu khốc liệt, đang trong thời gian hồi phục nhưng vẫn đánh bại được người xếp vị trí thứ 3. Làm như vậy thì có thể dẹp yên dư luận. Lục Nghiêu cười phá lên. Không cần, khiêu chiến như vậy nếu cô thua thì không thể được tuyển chọn lại. Như vậy không công bằng với cô. Tôi không quan tâm, không thể tham gia huyền môn đại bỉ, tôi... Lục Nghiêu xua tay từ chối. Tôi biết cô không quan tâm, nhưng tôi không đồng ý làm như vậy đâu. Tống Từ nhíu mày định nói gì nhưng lại không nói. Thôi vậy. Lục Nghiêu là người có chính kiến, không muốn nhờ vào sự giúp đỡ của người khác. Tuy rằng cô là người nhân nghĩa muốn báo đáp ơn cứu mạng của Lục Nghiêu, nhưng vì ơn nghĩa đó mà cô lựa chọn như vậy thật sự khiến đối phương cảm thấy không thoải mái. Lục Nghiêu mở điện thoại ra đăng nhập vào diễn đàn trường học, ở trang đầu đích thân tuyên bố. Lương học trưởng trước khi thi đấu có bị thương hay không tôi không rõ, nhưng giáo phương đã điện thoại cho từng người để xác nhận tình trạng sức khỏe trước khi thi đấu. Trong thời gian này, nếu cảm thấy không thích hợp, thì vẫn có thể thay đổi thời gian diễn ra trận đấu. Hơn nữa trải qua ngũ quỷ trận, tôi nhiều lần hỏi Lương học trưởng có muốn nghỉ ngơi hay không. Tôi thực tâm muốn cả hai bên khi chiến đấu phải trong trạng thái toàn tâm toàn lực. Đây mới là huyền môn tu sĩ. Dù là chiến đấu nhưng phải có tư cách. Nhưng mà Lương học trưởng kiên quyết từ chối nghỉ ngơi. Nếu Lương học trưởng thật sự có thương tích chưa lành, nhưng vẫn tưởng có thể đánh bại tôi dễ như trở bàn tay, như vậy có nghĩa là không tôn trọng tôi. Tôi không dám nhận mình là đệ nhất. Danh xưng này đến với tôi thật là quá may mắn. Mọi người không cần phải tranh cãi, xét theo quy tắc. Hiện tại tôi là đệ nhất. Trước khi khảo hạch, ai cũng có thể khiêu chiến. Chỉ cần có người đến, tôi nhất định không từ chối, sẵn lòng tiếp đón. Thông điệp được phát đi, ngay lập tức đã có bình luận. Bình luận nhiều như sao, ùn ùn nhảy lên liên tục. Tới rồi kìa, fan của Lương Hạo Đông giải thích đi. Nếu như Lương Hạo Đông bị thương chưa hồi phục thì đúng là đã hoàn toàn bại trước Lục Nghiêu. Nếu bị thương chưa hồi phục, sao không báo với lại giáo phương thay đổi thời gian thi đấu? Hơn nữa, Lục Nghiêu hảo tâm nhắc nhở nghỉ ngơi cũng cự tuyệt mà. À, đó là thái độ của huyền môn tu sĩ nên có hay sao? Không biết phép tắc, không xem trọng người khác. Bên ngoài thì tỏ ra ôn hòa, nhưng mà bên trong đúng là sụp đổ hình tượng. Này, tôi đứng đây chờ người đến khiêu chiến. Có bản lĩnh thì cứ ra mặt đi. Nhưng nhớ rằng nếu thua không được tham gia tuyển chọn đâu. Lục Nghiêu nhướng mày. Vì bạn học này đúng là mạnh miệng mà. Đã sớm nhìn Lương Hạo Đông không quen mắt, không hiểu vì sao lại nhiều fan như vậy. Cái gì mà ôn hòa tao nhã, tôi nhìn mà phát mệt. Không hiểu các người vui vì điều gì. Các người không cảm thấy lo lắng cho trường của chúng ta sao? Mỗi lần huyền môn đại bỉ đều bị thiên huyền lấn áp. Vất vả lắm mới tìm kiếm được Lương Hạo Đông. Mọi người đều mong chờ anh ta mang niềm vui trở về, dương mi thổ khí một chút. Lương Hạo Đông bị đánh như vậy, các người nghĩ đến khi huyền môn đại bỉ diễn ra, trường chúng ta sẽ ra sao? Thật là hồ đồ, hiện nay bị thương chưa hồi phục thì sẽ ảnh hưởng đến danh dự của trường sao? Đúng là quá khoa trương. Nói những lời này thật là ngu ngốc. Ở Thiên Xu chỉ có Lương Hạo Đông thôi sao? Vậy Lâm Gia Nghị và Tống Từ đâu? Hơn nữa Lục Nghiêu đã đánh bại Lương Hạo Đông. Chẳng lẽ không có triển vọng, thẳng tiến tiền tam giáp? Những lời của bạn ở trên nói rất có lý nha. Cho nên chúng ta có thể trông cậy vào Lục Nghiêu tiến thẳng tiền tam giáp. Dạng ranh Thiên Xu, ôi ngầu, cực kỳ ngầu. Đọc những bình luận, Trương Lỗi chọc Lục Nghiêu. Hay là tôi lập cho cậu một fan club nha. Tống Thời giơ tay. Tôi làm phó trưởng đoàn. Tống Từ cũng giơ tay. Tôi xin làm quản lý. Trương Lỗi cười sảng khoái, ra vẻ rất đồng tình. Lục Nghiêu. Mọi người nên hỏi ý kiến của tôi đã chứ. 2 ngày sau, tại học viện Thiên Xu. Nè, mọi người biết tin gì chưa? Lương Hạo Đông hôm ấy thực chất muốn xuống tay với Lục Nghiêu. Không ngờ bị Lục Nghiêu phản kích trở lại. Không phải sử dụng nhị binh khí mà là thi cốt đinh, đầy thi độc và âm khí, muốn lấy mạng người. Thật sao? Nếu như Lục Nghiêu trúng, không biết xảy ra sao? Các người đừng có nói bừa. Lương Hạo Đông và Lục Nghiêu đâu có thù oán gì. Tại sao phải ra tay tàn độc như vậy? Không thù oán ư? Hôm đó chính miệng Lương Hạo Bắc đã nói đến 2 chữ thù riêng. Nên nhớ lại quan hệ giữa Dư Thấm Tuyên và Lục Nghiêu, quan hệ giữa Lương Gia và Dư Gia. Lương Hạo Đông ra mặt. Người không để ý 2 ngày nay Lương Hạo Đông không đến trường hay sao? Lúc thi đấu bị thương đưa đến phòng y tế, sống chết đòi về nhà. Nếu hắn không tin tưởng phòng y tế ở trường thì cũng nên đi đến bệnh viện. Nhưng sao lại không đi? Không phải là vì thi cốt đinh hay sao? Nếu không phải, tại sao Lương Hạo Đông nhất quyết không để cho phòng y tế kiểm tra? Chuyện đúng là buồn cười. Lục Nghiêu bị oan uổng phải tự mình giải thích. Hiện giờ có lẽ nhất chiêu còn trên người Lương Hạo Đông. Lương Hạo Đông hiện nay không thể phản bác được. Bởi vì trên thực tế, khi ở phòng y tế, hắn nhất quyết muốn về nhà, còn uy hiếp nhân viên y tế. Hơn nữa, Lương Gia không có căn cứ gì để biện minh. Cũng vì Lương Gia không có động tĩnh gì, nên tin đồn lại càng đáng tin hơn. Mấy ngày nay, tin tức truyền đi khắp nơi, kinh động một nửa giới huyền học. Tại Lương Gia, Lương Phương tức giận đấm nát cả mặt bàn. Là ai? Là ai đem tin tức thi cốt đinh truyền ra ngoài? Đôi mắt của ông ta đỏ ngầu nhìn Lương Hạo Bắc. Có phải là mày không? Không phải đã nói không được hé lộ chuyện thi cốt đinh dù là nửa lời rồi sao? Mày suốt ngày láo nháo ngoài đường, giờ trong nhà xảy ra chuyện lớn mà cũng đem đi làm loạn hay sao? Lương Hạo Bắc cả người run lên. Không phải con. Mấy ngày nay, thậm chí con còn đâu có bước chân ra khỏi nhà. Số tiền 400 triệu chủ nợ đang đòi ráo riết, hắn nào dám ra khỏi cửa. Đến điện thoại còn không dám mở, phải trốn thật kỹ. Lương Phương bình tĩnh lại. Lời Lương Hạo Bắc nói cũng đúng. Mấy ngày nay, Lương Hạo Bắc không hề bước chân ra khỏi cửa, ngoan ngoãn đến bất ngờ. Vậy không phải Lương Hạo Bắc thì là ai? Đáng chết! Lương Phương ban đầu muốn đưa Lương Hạo Đông đi thi đấu với Lục Nghiêu để phô trương thanh thế. Không ngờ được, Lương Hạo Đông sử dụng thi cốt đinh, không những không hại được người mà còn tự hại chính mình, hại đến thanh danh của nhà họ Lương. Lương Phu Nhân hoài nghi. Có khi nào Lục Nghiêu đã biết về thi cốt đinh? Những lời này là do hắn truyền đi. Lương Phương nhíu mày. Lục Nghiêu chỉ liếc một cái, cơ hồ đã nhìn ra, cũng có khả năng này đi. Bất kể đúng hay không, hiện nay dư luận đang nhắm vào Lương gia. Xem ra, tên này không phải là hạng vừa. Lúc trước ở Kinh Đô làm hại Thấm Tuyên bị tai tiếng, bây giờ ở Du Châu thì hại Lương gia chúng ta. Mối hận này không thể bỏ qua. Lương Phương trong đầu lấy lên ý gì, hừ một tiếng nói. Tiểu tử này không có đơn giản, sợ rằng còn có những thủ đoạn mà chúng ta không biết. Chúng ta không thể tùy tiện ra tay. Không cần vội, dù sao hắn với Lục gia cũng không được lòng là mấy. Lương Phu Nhân nheo mắt. Ý ông là... Lương Phương lộ ra nụ cười nham hiểm. Không cần giải thích thêm nhiều, thì Lương Phu Nhân cũng hiểu người đầu gối tay ấp với mình hơn 20 năm đang có âm mưu gì. Ông chủ, bà chủ, bên ngoài có chủ nợ đến đòi nợ. Họ nói Lương gia... Lương Phương quát lên. Rốt cuộc là chuyện gì? Ông vào đây nói cho rõ ràng. Chủ nợ gì cơ? Quản gia bình tĩnh lại. Dạ, bên ngoài có rất là đông người. Nói là chủ nợ của nhà chúng ta. Nói rằng Lương thiếu gia nợ đến 400 triệu. Lương Phương và Lương Phu Nhân nét mặt hoảng sợ. 400 triệu? Lương Phương tức giận quát. Nực cười. Lương gia chúng ta thiếu nợ 400 triệu khi nào? Đúng là lừa đảo. Còn cả gan đến tận cửa Lương gia. Đuổi hết đi. Quản gia rất khó xử, liếc về Lương Hạo Bắc. Bọn họ đều có chứng cớ trong tay. Hơn nữa họ nói là do nhị thiếu. Đùng, Lương Hạo Bắc ngã quỵ xuống đất. Lục Nghiêu đã khiến cho Lương gia phá sản rồi. Bạch! Lương Phương rút thắt lưng ra, đánh mạnh vào người Lương Hạo Bắc. Lương Hạo Bắc bò trên nền không dám kêu la. Hắn cố gắng quỳ người dậy, thì là bị thắt lưng quất mạnh xuống, không thể kiềm chế được, hét lên thảm thiết. Ngay sau đó nghe tiếng bạch bạch liên tục bên tai. Sau một hồi, cơ thể Lương Hạo Bắc đổ máu, trán nhễ nhại mồ hôi. Hắn bất chấp không nghe theo mệnh lệnh của Lương Phương, theo bản năng bắt đầu tìm chỗ trốn khóc thúc thích, xin cha tha tội. Cha, con xin lỗi, là con sai rồi. Từ nay về sau con không dám nữa. Xin cha tha cho con lần này đi. Cha nhẹ tay. Mặc kệ bộ dáng thảm thương của Lương Hạo Bắc, Lương Phương càng lúc càng tức, không có điểm dừng. Cứ như thể Lương Hạo Bắc không phải là người của Lương gia. Những cú đánh ngày càng mạnh hơn. Âm thanh của dây thắt lưng đánh vào da thịt như tiếng mưa rơi. Lương Hạo Bắc kêu la. Từ la nhỏ đến la lớn rồi gào thét, sau đó là không còn hơi thở, yếu đuối, kêu không ra tiếng. Toàn thân tê liệt nằm ngửa ra sàn như người mất mạng. Lương Phu Nhân phá cửa xông vào, nhìn thấy con mình toàn thân bê bết máu, trước mắt tối sầm. Hạo Nhi! Hạo Nhi! Lương Phu Nhân lòng quặn thắt muốn đến ôm con, nhưng lại sợ chạm vào vết thương chỉ khiến con mình đau thêm. Nước mắt bà ta tuôn như suối. Ông giết người sao? Ông nhìn xem, nó là con của chúng ta mà! Lương Phương đang nóng giận, nghe lời này như đổ dầu vào lửa. Đánh chết thì càng tốt. Nó chết sớm ngày nào chúng ta đỡ tức chết ngày đó. Mày nhìn lại mình đi. Từ nhỏ cho tới lớn, ngoài gây ra rắc rối thì mày làm gì được. Bà đó, bà cứ yêu chiều nó, nên nó mới thành ra bộ dáng này. 400 triệu là 400 triệu đấy. Lương Phương giơ tay định đánh tiếp, thì bị ngăn lại. Không phải là Lương Phu Nhân mà là Lương Hạo Đông. Lương Phương định hất đi, nhưng phát hiện là Lương Hạo Đông thì ngừng. Sao con lại ra đây? Không ở trong phòng nghỉ ngơi đi. Lương Hạo Đông cơ thể suy yếu, mặt trắng bệch. Chà, Hạo Bắc không chịu nổi nữa đâu. Nếu cứ tiếp tục, sợ rằng sẽ đi gặp Diêm Vương mất. Lương Phương quay đầu nhìn thấy con trai cả, trong lòng đã bớt giận. Tuy nhiên, ông ta vẫn không thể tin được Lương Hạo Bắc lại gây ra số nợ lớn đến vậy. Lương Hạo Đông thấy thế, rút thắt lưng trong tay cha giấu sau lưng mình. Chà, nhà chúng ta chỉ có con và Hạo Bắc. Con đã như vậy rồi, thì Hạo Bắc nhất định không thể có mệnh hệ gì. Lương Phương kích động. Con đừng có nhục chí, chuyện này chỉ là sơ suất, muốn đối phó với Lục Nghiêu lúc nào mà không được. Hắn ta cố tình khiêu chiến với con, là do cha không căn dặn con kỹ lưỡng. Nói tới đây, Lương Phương cũng đã bình tĩnh hơn. Lương Hạo Đông đã như vậy, chẳng lẽ còn đánh Lương Hạo Bắc đến mất mạng sao? Như vậy thì Lương gia còn hy vọng gì? Thấy Lương Hạo Đông cúi đầu, Lương Phương liền trấn an. Con yên tâm, cha nhất định sẽ nghĩ cách giúp con. Con không thể cứ như vậy mà đi xuống được. Dù sao cũng chính tay ông ta bồi dưỡng trưởng tử, tình cảnh như thế này thật sự không cam tâm. Quay đầu nhìn Lương Hạo Bắc, ông ta thở dài, nói Lương phu nhân nhanh chóng đi tìm bác sĩ. Ông ta luôn miệng nói muốn đánh chết Lương Hạo Bắc, nhưng trong lòng cũng rất lo lắng cho con trai. Huống chi, lời Lương Hạo Đông nói rất đúng. Lương Phương nhất định thử hết mọi cách để giúp Lương Hạo Đông, nhưng chưa chắc đạt được kết quả như mong muốn. Lương gia phải truyền thừa. Lương Hạo Bắc tuy tư chất không được thông minh như Lương Hạo Đông, nhưng bây giờ Lương Hạo Bắc là lựa chọn duy nhất, không còn con đường nào khác. Sau khi dàn xếp ổn thỏa, Lương Hạo Đông cùng Lương phu nhân rời đi. Lương Phương lúc này mới gọi quản gia đến hỏi cho rõ ngọn ngành, rồi tìm cách giải quyết. Dạ, đây là sòng bạc ngầm, diễn ra cá cược quy mô rất là lớn. Quản gia lập tức đưa ra một tập tài liệu để giải thích rõ ràng hơn. Trang web này lập ra từ nhiều năm, ngày thường sẽ đóng, chỉ đến trước khi huyền môn đại bỉ diễn ra mới mở. Có 3 người quản lý, trong đó có 2 người ở Kinh Đô. Có lẽ đều là người trong huyền môn, nhưng chắc chắn không phải là dạng vừa. Nếu đi tố cáo trang web chính là đắc tội với họ rồi. Huống hồ, họ làm việc rất cẩn thận, ngụy trang rất tốt. Những hạng mục được công khai đều không phải là sòng bạc. Thế nên là chúng ta vừa nợ tiền, vừa đắc tội với thế lực khó lường. Bọn người này không những có tiền mà còn có quyền. Bằng không dám trắng trợn đắc tội với Lương gia như vậy. Hơn nữa nhị thiếu còn là nhà cái. Nếu muốn nhờ pháp luật giải quyết, tôi e sẽ có điểm phiền toái. Lộ ra chuyện Lương Hạo Bắc làm nhà cái thì lại là trọng tội. Lương Phương nghe sắc mặt trầm xuống, không biết phải nói gì. Quản gia thở dài nói, ông chủ à, đến nước này chỉ còn một cách là trả nợ, không còn con đường nào khác. Điểm này Lương Phương hiểu rõ. Dù số lượng người thuộc huyền môn chỉ chiếm 1% trên thế gian, nhưng không phải hoàn toàn do huyền môn thế đại độc chiếm. Hàng ngàn tên đứng phía sau các gia tộc, không ít người có máu mặt trong xã hội. Bọn họ liên kết đến thì tứ đại gia tộc còn không là gì, huống hồ là Lương gia. Lương Phương cắn răng nói. Nói bọn họ cho ta thêm thời gian, ta sẽ tìm cách. Tại Diêu gia. Cái gì? 400 triệu? Hà Bắc nợ số tiền lớn đến vậy ư? Không thể nào, chúng ta không gánh nổi họa này. Mặc kệ cái gì gọi là gia đình, dù là ai cũng không thể chấp nhận được chuyện này. Anh rể, không phải là em không muốn giúp anh, nhưng nếu anh mượn mấy trăm ngàn thì em còn có khả năng, chứ 400 triệu là không thể rồi. Hơn nữa anh tính toán đi, muốn em phá trang web đó, chi bằng tuồn nguồn thông tin ra ngoài. Tụi nó đánh bạc quy mô lớn, pháp luật không cho phép. Anh nói gì? Nhà chúng ta đâu có quan hệ với những nhân vật tối thượng như vậy đâu. Em hiểu những gì anh đang lo. Em chỉ có 300 vạn là nhiều, đem cho anh mượn tất. Nhưng em ý này muốn nói với anh, không phải là không còn cách khác. Hay là anh nghe theo em đi. Tiền này là Hạo Bắc nợ. Hiện tại không có luật nào buộc con nợ thì cha phải trả. Nợ nần của con cái không liên quan tới cha mẹ. Anh rể đừng có vội, anh nghe em nói xong đã. Theo em, anh đuổi Hạo Bắc đi một thời gian. Tạm thời không có đứa con này, sau một thời gian sự việc lắng xuống thì đưa Hạo Bắc trở về. Như vậy anh thấy sao? Bên kia đã cúp máy. Lương Tố Vân nhíu mày nhìn Dư Thấm Tuyên vẻ lo lắng. Chúng ta xem như đắc tội với bác con rồi. Dư Thấm Tuyên bình tĩnh nói. Mẹ à, vậy mẹ muốn bác liên lụy đến cả nhà chúng ta sao? Tố Vân biểu môi, đương nhiên là bà ta không muốn. Dư Thấm Tuyên nói tiếp. Con biết mẹ không hề muốn vậy. Hiện nay tình cảnh Lương gia thế nào, mẹ là người rõ nhất. Chuyện thi cốt đinh đã lan ra khắp huyền môn rồi. Thanh danh của Lương gia hiện nay đã không còn. Anh họ trúng thi cốt đinh bây giờ đã tàn phế. Tương lai của Lương gia sẽ đi về đâu? Chẳng lẽ là dựa vào Hạo Bắc vô dụng kia sao? Mẹ cảm thấy lo lắng cho Lương gia là đúng rồi. Vốn dĩ tưởng Lương gia không còn người nối nghiệp thì còn tiền tài. Vận khí tốt kéo dài đến 20 năm sau. Sau khi anh họ con kết hôn rồi sinh con từ chất tốt thì có thể bồi dưỡng, tương lai vẫn còn có hy vọng. Nhưng mà bây giờ họ nợ đến 400 triệu. Nhìn dáng vẻ của bác rể, thương con muốn trả nợ cho Hạo Bắc, thì Lương gia còn là gì chứ? Huyền môn thế gia muốn tồn tại, thứ nhất là dựa vào người thừa kế phải có tư chất. Thứ hai phải có của cải tiền tài. Hiện tại Lương gia đã mất tất cả rồi, lấy cái gì ra để trụ vững ở huyền môn thế gia? Chúng ta khó khăn lắm mới leo lên được vị trí này, không thể nào bị họ kéo xuống được. Huống hồ, mẹ phải hiểu tính cách của cha con. Ông sẽ không bao giờ giúp đỡ đâu, ngược lại còn oán trách mẹ cho mà xem. Tố Vân cười nhạt. Những gì Dư Thấm Tuyên nói đều rất thực tế. Nhưng nhìn thấy anh lâm vào tình cảnh như vậy thì không tránh khỏi đau lòng. Bà cũng không biết bản thân mình phải làm thế nào cho đúng. Bà hít một hơi thật sâu. Những điều cần nói cũng đã nói rồi. Thôi, đừng nên suy nghĩ đến chuyện rối rắm này nữa. Rồi bà ta kéo tay Dư Thấm Tuyên, nét mặt nghiêm túc. Thấm Tuyên, con nói cho mẹ biết, con và chữ Húc đã tiến triển tới đâu rồi? Con thực sự muốn bước chân vào chữ gia sao? Lúc trước là muốn dựa vào Lương gia để kết thân với chữ gia. Bây giờ Lương gia đã thành như vậy rồi, không thể giúp đỡ cho Thấm Tuyên được. Nếu không kết thân được với chữ gia, không phải là vừa mất phu quân vừa thiệt thân sao? Dư Thấm Tuyên nhướng mày. Mẹ cứ yên tâm sự việc lần trước, chữ gia đã xuống nước rồi. Hiện nay chữ gia không yên nên chữ Hàm mới bị bệnh. Đây chưa phải lúc nói đến chuyện đại sự. Tố Vân mừng thầm trong bụng, những ưu phiền trước đó như tan biến hết. Dư Thấm Tuyên rất tự tin, những nỗ lực của cô ta chắc chắn không uổng phí. Cô ta chỉ cần ngồi chờ chữ thiếu gia đến năn nỉ, tới khi đó địa vị của cô ta sẽ được lên cao, sau này không cần vì ai mà phải cúi đầu. Giờ phút này cô ta vô cùng mong chờ. Dư Cảnh Tuyên đến khi đó không biết sẽ phản ứng ra sao. Nhưng mà không biết Dư Cảnh Tuyên ăn trúng tà thuật gì mà tỏ ra rất thông suốt. Mấy tháng nay đã đáp thượng Tống gia Cố Quyến, rất thân thiết với Tống tiểu thư, cùng nhau đi thăm dò ngoại biên, còn làm bạn với Tống Diệp Hiên. Ngay cả hiệu trưởng Phùng vì có giao hảo với Tống gia nên đối với Dư Cảnh Tuyên rất ưu ái. Dư Cảnh Tuyên ỷ vào điểm này mượn cớ vì sự việc mê thất hoa lần trước mà khóc nức nở, khiến cho Diêu Trọng Bình thương xót, đem mãng xà tiên giao ra xem như bù đắp. Dư Thấm Tuyên dùng mãng xà tiên được 2 năm rồi, vốn đã quen tay. Bị Dư Cảnh Tuyên cướp trắng trợn như vậy, sớm muộn gì cô ta cũng đòi lại cả gốc lẫn lãi. Còn có Lục Nghiêu nữa, làm cho cô ta mất mặt như vậy. Dư luận không ngừng bàn tán, ở Kinh Đô phải khó khăn lắm cô ta mới vượt qua được. Trong khi Lục Nghiêu ở Du Châu thì vang danh. Còn có những chuyện rất khó hiểu. Cứ đến lúc cô ta và Lục Nghiêu gần thành thì lại xảy ra chuyện, hại cho cô ta tốn bao nhiêu công sức nhưng lại chẳng được gì. Nghĩ lại, Dư Thấm Tuyên tức muốn chết. Cô ta nhất định không bỏ qua cho Lục Nghiêu. Tiếc là Lục Nghiêu không biết được tâm tư của cô ta. Nếu biết được, chắc chắn sẽ đại từ đại bi, giúp Dư Thấm Tuyên giải đáp bất khuất mắc ở trong lòng. Tại Lương gia, Lương Phương vừa buông điện thoại xuống thì sắc mặt trở nên u ám đến đáng sợ. Một tiếng rắc vang lên, chiếc điện thoại bị đập nát. Đây là em gái của ông ta sao? Là đứa em gái mà từ nhỏ đến lớn ông ta luôn yêu thương ư? 300 vạn, chỉ có 300 vạn. Mấy năm nay ông ta đã lén trợ cấp cho em gái số tiền gấp nhiều lần con số 300 vạn đó. Nghĩ lại những gì em gái nói, câu trước câu sau đều là muốn đem tin này truyền ra ngoài. Nếu làm như vậy thì tin Lương Hạo Bắc làm nhà cái cũng bị truyền đi. Trang web bị lật tẩy, những người đứng đằng sau liệu có khoanh tay đứng nhìn hay không? Lương Tố Vân miệng nói thì ngọt ngào, nhưng đến lúc yêu cầu cùng đi tố cáo thì lại lúng túng. Bà ta biết không nên chọc giận đám người đứng đằng sau trang web, thì chẳng lẽ Lương Phương lại không biết? Vậy mà luôn miệng nói rằng vì Lương Gia, vì Hạo Bắc, còn nói cái gì mà từ bỏ Hạo Bắc, đem Hạo Bắc đuổi đi. Lương Tố Vân cũng có con, sao có thể nói những lời như vậy được? Bà ta thật sự không biết làm vậy sẽ gây ra hậu quả như nào sao? Lương Gia từ bỏ Lương Hạo Bắc, thì đám người đó có tha cho Hạo Bắc hay không? Hay là sẽ xé xác nó thành trăm mảnh? Không, bà ta biết tổng những điều này, nhưng chẳng qua vì không muốn cho Lương Phương mượn tiền mới nói như vậy thôi. 100 triệu đích thật là số tiền lớn, tuy nhiên đối với Diêu Gia không phải là không kiếm ra. Ông ta mấy năm nay đã hy sinh cho Lương Tố Vân biết bao nhiêu. Nếu bà ta không muốn cho mượn thì cứ nói thẳng ra, sao có thể đưa ra ý kiến tán tận lương tâm như vậy? Đúng là không thể chấp nhận được mà. Mặc dù ông ta sinh ra đứa con không ra gì, xem chút còn đánh chết nó, nhưng phụ tử thì vẫn là phụ tử. Xét về góc độ tình thân, ông ta không thể bỏ mặc con. Đối với Lương Gia thì không thể làm mất thanh danh. Chuyện thi cốt đinh đã không giấu được, thì 400 triệu này càng khó giấu hơn. Hiện tại không ít đôi mắt đang dòm ngó Lương Gia. Lương Gia sống chung với những lời đồn thổi, phải tỏ ra ung dung tự tại, không thể để cho người khác thấy Lương Gia đang khó khăn. Chỉ hối hận một điều là Lương Phương lúc trước hết lòng giúp đỡ cho Lương Tố Vân. Năm đó Diêu Trọng Bình đã có người yêu, nếu không có ông thì Lương Tố Vân chưa chắc đã đạt được ước nguyện. Khao khát được gả cho Diêu Gia, bà ta phải quỳ xuống dưới chân của Lương Phương, cầu xin ông ta giúp đỡ. Sau này ở nhà Diêu Gia cuộc sống không được như ý, thấy rõ được bộ mặt của Diêu Trọng Bình thì lại quay ra oán trách Lương Phương. Đáng nhẽ ông ta nên nhận ra tâm tính xấu xa của em gái mình từ khi đó. Lương Phương cũng chẳng buồn nghĩ đến nữa, chỉ thêm mệt người. Lương Tố Vân nhẫn tâm 1, đừng trách ông nhẫn tâm 10. Tôi mượn từ nhà mẹ đẻ được 3.000 vạn, bên đó tài chính cũng không có nhiều, chỉ xoay vòng được nhiêu đây. Ông với Tố Vân... Lương Phu Nhân vừa nói vừa bước vào, nhìn sắc mặt trầm uất của Lương Phương cùng chiếc điện thoại vỡ vụn trên đất. Trong lòng bà ta hiểu ngay vừa rồi xảy ra chuyện gì. Lương Phu Nhân liền chuyển chủ đề. Tôi đã tính toán tài chính của nhà mình có thể sử dụng khoảng hơn 2.000 vạn. Có một chút trang sức tôi cũng đã nhờ người đem bán. Tổng cộng khoảng 7-8.000 vạn. Tính đi tính lại còn chưa gom đủ 100 triệu. Lương Phương đăm chiêu một lát rồi nói. Chỉ có thể bán của cải cùng cổ phần để lấy tiền mặt. Lương Gia tuy không có công ty riêng nhưng cũng có tham gia nằm cổ đông của nhiều công ty. Nếu tính riêng lẻ thì không nhiều, nhưng cộng lại tất cả cũng lên đến 500 triệu. Chỉ sợ nếu bán vội sẽ bị ép giá, nhưng gom đủ 400 triệu thì vẫn còn dư. Bất quá phải làm như vậy. Lương Gia xem như mất đi của cải, mất đi nửa cái mạng, vẫn còn nửa cái mạng. Nhưng mà tiền vay mượn chúng ta vẫn phải trả. Lương Phương vỗ vai vợ mình. Không sao, tôi sẽ để lại một ít. Huống hồ chúng ta còn chưa đụng đến căn nhà. Đối với huyền môn mà nói, nhà chính là nơi tổ tiên lưu lại linh khí trận pháp. Đây mới là bảo bối. Huyền môn tu hành tiền báo nên kiếm tiền rất dễ dàng. Cùng lắm chúng ta lên núi để tiếp sinh ý. Chúng ta còn có Hạo Đông và Hạo Bắc. Và yên tâm, tôi sẽ bồi dưỡng tốt cho Hạo Bắc. Trước kia chỉ chú tâm đến Hạo Đông mà không để ý đến nó. Nhưng gần đây tôi nhìn ra nó cũng có tư chất. Chỉ cần nó vượt dậy thì Lương Gia sẽ vượt dậy. Còn Hạo Đông... Lương Phương nghĩ một lúc rồi nói. Tôi sẽ không từ bỏ. Tôi sẽ tìm mọi cách giúp Hạo Đông bình phục. Đột nhiên, Lương Phu Nhân nghĩ ra chuyện gì, bà ta cầm tay của chồng mình. Lục Nghiêu. Lục Nghiêu vốn không phải tư chất đã bị hủy rồi sao? Nhưng bộ dáng của hắn hiện nay không hề giống vậy. Năm đó bị hủy hoại là chính xác. Bây giờ chẳng phải đã hồi phục rồi sao? Hắn đã dùng thủ đoạn gì để mà hồi phục? Nghĩ tới đây, Lương Phu Nhân vui sướng reo lên. Hắn ta có thể hồi phục thì Hạo Đông cũng có thể. Không chừng biện pháp này còn giúp tăng lên linh căn phẩm chất. Nếu như vậy thì Hạo Bắc cũng có thể dùng được. Lương Phương nghe mắt sáng bừng, đúng vậy. Mấy hôm nay ông ta bị chuyện con cái làm rối hết tâm trí, không nghĩ đến những chuyện này. Mắt ông ta đảo lia lịa. Chuyện này rất có khả năng. Tên tiểu tử kia có hành động tà môn, không thể hành động thiếu suy nghĩ, cho nên cho tôi thêm chút thời gian để tôi điều tra làm rõ. Bà cũng đừng vội nói cho tụi nhỏ biết chuyện này. Hạo Đông đang bị như vậy, tinh thần không tốt, rất dễ xúc động. Hạo Bắc thì chưa hiểu chuyện, suy nghĩ nông nổi lại gây ra chuyện không hay. Lương Phu Nhân gật gật đầu đồng ý. Cả hai đứa con của bà đều thua trong tay của Lục Nghiêu, nhất định bà ta phải điều tra làm rõ. Không biết Lục Nghiêu có nắm giữ phương pháp chữa trị linh căn hay không, nhưng mà hắn quả thực không tầm thường, bọn họ phải tính toán từng bước thật kỹ càng. Vấn đề lớn nhất là Lương gia không thể thua thêm lần nào nữa. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, sai lầm trước đây của Lương gia là hiểu biết về Lục Nghiêu quá ít. Lần này nhất định không được mắc phải sai lầm. Kết thúc tập 15 bộ truyện Làm Lão Đại tại Thế Giới Huyền Học. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.